Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 20 tháng 3 trên kênh VTV Tiền. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông nam sẽ liên tục dồn máy ẩm từ biển vào đất liền. Trạng thái dự mây, mưa nhỏ, mưa phùn rải rác về đêm và sáng sớm sẽ diễn ra hầu khắp các khu vực ở Bắc Bộ và các khu vực ven biển của Trung Bộ. Đồng thời nồm ẩm sẽ diễn ra ở nhiều khu vực. Dự báo từ ngày thứ ba của tuần tới, ngày 22 tháng 3, một bộ phận không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh sẽ di chuyển xuống nước ta. Bên cạnh đó là sẽ gây ra mưa vừa, mưa to, mưa trên diện rộng. Mưa sẽ diễn ra hầu khắp các khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung. Do ảnh hưởng bởi mưa kết hợp với không khí lạnh tăng cường từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm từ 3 đến 5 độ một ngày. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Không khí lạnh tăng cường di chuyển xuống nước ta, đồng thời nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía nam. Vùng mưa sẽ được mở rộng xuống nhiều khu vực ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiều nơi mưa to đến rất to về chiều tối và đêm muộn. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều giảm mây trời nắng, về sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, về đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều giảm mây trời nắng, về đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Riêng ở vùng phía Nam Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Lưu xuống từ tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, ngày ít mây, không mưa, nhiều nơi có nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông nam sẽ làm cho nhiệt độ trong ngày giảm từ 1 đến 2 độ. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Còn tất cả các vùng biển còn lại đều có thời tiết tốt, có gió đông bắc giảm xuống dưới mức cấp 3, tầm nhìn xa trên 10 km. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.